Anh em liên hệ với tôi để nhờ xem giúp về đá anh khai thác được qua những kênh sau, nhất kênh vàng Tahi Phạm trên YouTube, thứ hai là fanpage Tahi Gold, thứ ba là kênh fanpage Tahi Game, và thứ tư là qua các số điện thoại Zalo, Viber này. Chào anh chị, để tiếp tục cái series xem hộ đồ nhá. Thì đây có một anh bạn cố gắng phải thật, anh ấy gửi cho mình hai cái viên này, hỏi là đá gì. Thì tôi nói chuyện với các bạn như sau, đây là hai cái cục Ganep rất là lớn đấy, có thể nặng cả kg ấy, và cái tinh thể của nó là dạng 12 cạnh xoay đều. Sở vật Ganep này thì chúng ta chỉ sử dụng được khi cái tinh thể của nó thật là mịn, có nghĩa là đập ra nó những cái viên nhỏ nhỏ ấy, mà nó mịn thì dùng được để mài được, nhưng mà những cái viên như này thì đa phần là khó có những viên mịn. Và chúng ta sẽ mua vào với giá tầm khoảng 150 đến 200 nghìn kg. Cái này thì để phong thủy thôi, gọi là cho nó có màu mè thôi chứ không dùng được anh chị nhá. Đó, rồi. Tiếp theo bạn Nguyễn Đạt, bạn hỏi cái đây là đá gì, thì giải thích với bạn đây sẽ là một cái tinh thể của thằng Thạch Anh cấp thấp nhé, nó rất là đục, nó màu trắng, được chưa? Bạn Phong Châu gửi cho mình một số cái viên đá. Đây là viên đá suối bình thường này, đây cũng vậy này. Đây là một số viên đá suối này. Cái này thì mình chỉ trả lời bạn như vậy thôi vì nó không thuộc cái dòng đá quý nào cả nhá. Vậy bạn xem video trên YouTube này. Cả đá tường nhá. Ok, không có gì đặc biệt cả. Rồi, tôi xem là một số cái tin nhắn nữa của anh chị nhắn trên Zalo xem nào. Tôi tin nhắn nhiều lắm. Bao nhiêu thế này? Đống này. Bạn này cũng gửi một đống đá cuội suối thôi. Ai chà, các bạn bây giờ là đá quý nó phải quý mà nó hiếm cơ nhá. Những cái loại này thì cũng có cái thạch anh này, thạch anh cái viên màu xám xám này, thạch anh nhưng mà thạch anh cỡ cấp thấp này. Cái này là cuội suối độ 5 thôi, không có gì đặc biệt cả. Đấy, một số viên thạch anh trắng ấy kìa. Đây cũng là một cái tinh thể calcite này. Cái viên này thì đá suối thôi nhá, không có gì đặc biệt cả. À, không đặc biệt này. Bạn xem video. Có anh khách hàng à nha. Anh gửi mẫu nhẫn làm hộ cho em cho anh xin địa chỉ. À, anh làm mẫu này ok. Mấy bạn bạn ấy nhắn tin bạn hỏi mình nội dung về hàng hóa này. À, sỏi nhá. Nhiều bạn buồn cười lắm anh em ạ. Đi đi hỏi nhờ người ta nhưng mà hỏi cứ như là người ta bắt buộc phải trả lời mình ấy. Bắt buộc phải trả lời họ. Đây là sỏi này. Sỏi nhá, sỏi suối nhá. Mình nhìn mình thoải mái thôi nhưng nhiều khi buồn cười. Bắt nhau phải trả lời. Rồi, bạn Phương Trâm có một số loại đá lạ cần nói chuyện với anh chị. Đây là cái loại đá này thì để mình xem nào. Nó là một dòng calcedon. À, và một phần đây là đá opal nhá. Đá opal của Việt Nam, calcedon thì hàng này rất là mềm. Còn này nó phân bố ở trong Tây Nguyên rất là nhiều và giá hàng giá trị không cao.
Bạn xem trả lời trực tiếp. YouTube. Còn viên bạn này là viên đá giả nhá. Đây là bên ngoài người ta gọi là dạ Minh Châu này, ban đêm nó phát sáng này, nhưng mà là hàng giả anh chị nhá. Hàng đặc thù của nó là gì? Nó phải tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài và nó tích tụ lại. Nó như kiểu là quả pin ấy, nó giữ lại. Và đặc biệt là càng chiếu ánh sáng vào thì nó càng sáng. Đấy, đây là hàng giả nhá. Tròn như quả trứng luôn. Hàng giả. Hàng giả. Mời anh xem YouTube. Bút thử đá. Bút thử đá bán 780k. Hàng giao tận nhà. Bạn Cương xem có phải đá quý không xem nào. Cái này tinh thể của bạn là tinh thể thạch anh. Những cái trụ thạch anh như là bên trong đây kìa, nhưng mà nó là loại bé. Cái này gọi là đá bán quý. Anh tinh thể. Ok. Nguyễn Thuận. Viên đá này của bạn thì cũng có thể khả năng là sapphire đen, nhưng mình không chắc. Cái này cần phải đi kiểm định. Bạn xem YouTube nha. Mình rất là bận, ngồi nhắn tin với các bạn này lâu lắm. Thà ông gọi điện tôi một cuộc, tôi nói chuyện nó nhanh, trả lời mỗi bạn rất nhiều thời gian. Bộ như này vàng 10k không dùng đầu, dùng chạm hết 5 đi rưỡi, dự kiến là 10 triệu. Mời bạn gọi trực tiếp. Đấy, có ông còn chặn tin nhắn người lạ cơ. Bó tay luôn. Tin nhắn là cái chỗ chúng ta giao dịch với nhau, điện thoại cũng là chỗ ta nói chuyện với nhau, mà các ông số điện thoại lạ các ông không nghe, số lạ các ông chặn thì chứng tỏ là giao dịch bị kém đi. Và anh hình dung cái này, quan hệ để sinh ra tiền mà ông chặn quan hệ thì không có tiền đấy. Nói như thế anh em tự hiểu. Nhưng còn cũng chả người nào người ta mất công người ta đi ông, người ta trêu trêu cái ông cả. Thế là mọi thứ đều phải mở. Đây tôi có anh bạn này, số lạ không bao giờ nghe đấy, gọi 3 lần mới nghe. Thế thì có nhiều thứ quan trọng, đơn giản như việc ông hàng xóm đi tai nạn, ông nhờ gọi về, gọi 3 lần, đi lần thứ 3 nghe ông chết mẹ đường rồi, đúng không? Rất là phiền một số người, tư tưởng rất là hơi bảo thủ. Điển hình là bạn Nguyễn Đức Thắng, Bùi Đức Thắng. Đây là viên thẻ anh. Tất cả những này của bạn đều là thạch anh. Đây. Đây là thạch anh. Bạn Khiêm hỏi đây là đá gì? Thì cái tinh thể này của bạn cũng để xem nào. Với cái vết vỡ này thì nó khả năng thạch anh nhé. Còn với những cái kiểu như này thì có thể là calcit. Đây các bạn, khả năng cao là thạch anh nhé. Về Bóc Xuân, bạn này thì mình trả lời rồi. Cái này là màn áo cuội. Ok. Hiện tại em ở nước ngoài. Ok, đã trả lời bạn. Chặn mình luôn. Rồi, ok. Chúng ta dừng video ở đây. Xin chào anh chị.
Hôm nay thì có một bạn là bạn ấy gửi, bạn ấy hỏi là đây là viên đá gì. Mình xin phép trả lời bạn như sau. Cái viên đá này của bạn có hai vấn đề nhé. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhìn cái màu 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 vàng gạch ấy. Cái viên đá này chúng ta sẽ thấy là nó có biểu hiện của oxit sắt anh chị nhé. Đây là Fe. Ngày trước thì Fe nó ở hóa trị thấp, nó sẽ bị đẩy lên hóa trị cao. Anh chị học hóa thì anh chị biết là oxit sắt nó có hai dạng, một loại màu trắng xanh và một loại màu nâu đỏ. Thế thì sau một thời gian thì nó sẽ oxy hóa lên thành màu nâu đỏ nhé. Thì nó chính là cái này. Thì cái viên đá này cũng có thể là sapphire vì cái mạch này nó có thể nhiễm oxit sắt. Kiên ơi. Ok, đây là ba cái sản phẩm mà anh chị có thể lựa chọn. Nhá, ok, tôi sẽ báo cho anh chị cái sản phẩm này trong những câu chuyện sau.